Phật tử lấy hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, cho con là Phật tử tại gia có một vài câu hỏi gửi đến thầy, mong thầy giúp con giải đáp những thắc mắc. Một, trước đây con đã từng quan hệ với chồng trước hôn nhân, sau đó con có mang, nhưng do sức khỏe yếu nên thai nhi đã chết lưu trong bụng mẹ. Vậy trong trường hợp này con nên làm gì ạ? Con muốn sám hối lỗi lầm của mình rất nhiều, mong thầy giúp con ạ. Cái này thì ngoài mong muốn, do sức khỏe yếu, Phật tử này nói là do sức khỏe yếu, và để xảy ra cái do sức khỏe yếu cho nên nó xảy ra chuyện là gì? Cái thai nhi chết lưu ở trong bụng mẹ. Thế đây có phải là tự muốn đi phá đâu, ví dụ như là tự đi phá chẳng hạn thì nó lại là một việc khác, nhưng này do sức khỏe mình yếu cho nên chết lưu, cái thai nhi chết lưu trong bụng mẹ, thì trường hợp này gọi là không cố tình sát sinh. Không cố tình sát sinh. Nhưng mà Phật tử này hỏi trong trường hợp này thì nên làm gì để sám hối, thì cái này nên nên nhất tâm tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng cho gì? Cho cái vong linh thai nhi này, thì để cho vong linh sớm được đi siêu thoát là tốt nhất, hoặc là được đi siêu thoát rồi á thì được gì, được tăng phúc tăng thọ, nếu sinh về cõi thần tiên thì được gì? được siêu thăng cảnh giới, vân vân, thì cái việc đó thì rất tốt. Bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng là cái việc gì tốt nhất. Phật tử này làm được như thế thì sẽ rất là quý hóa.